Hello các bạn nhé. Các bạn thấy hôm nay Kim Ngân với là Khánh Ly lột xác không? Đẹp gái không? Thương. Một bạn thì đi bếp đạp, một bạn là cưới chị gái mình. Đấy, bộ tai thì làm nhiếp ảnh. Nhưng mà sẽ tổ chức trò chơi này cho hai con này nha. Quán tu ti, chụp tiền. Khánh Ly chơi trước nha, ba lần nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Ăn ngay đi, được rồi. Được lấy luôn. Sẵn sàng chưa? Rồi. Một, hai, dạ. Game không bị dê đâu các bạn này. Được không? Thế ở giữa đầu tiên. Hai. Lần được à. Hai. Lần thứ ba nha. Một. Hai. Được. Chân đòn. Trò này thì rất ít bạn làm được nha. Rồi đến lượt chị Ngân nha. Sao chưa? Rồi. Một này. Khó lắm các bạn ơi. Ngắn để tay gần như này vẫn chụp được các bạn ạ. Đúng nha, gần quá, như thế này này. Được chưa? Một, hai. Bạn các bạn ơi, đều chụp được. Làm lại. Chưa thả thì chụp rồi. Hai, thả. Ghen xe thôi. Ê, đúng là bạn Ngắn chụp rất là giỏi các bạn ạ. Ok, bye bye.